Nếu mình hỏi các bố mẹ là mọi người đang kỳ vọng điều gì ở đứa trẻ của mình khi trưởng thành thì mọi người có trả lời được không? Có một số người sẽ có rất nhiều các cái gạch đầu dòng, nhưng thậm chí có những người nói rằng là tôi chẳng kỳ vọng điều gì cả, chỉ cần nuôi nó khỏe mạnh, khôn lớn là đủ rồi. Thực ra thì cái chữ khỏe mạnh và khôn lớn đấy, nếu không phải kỳ vọng thì là gì nhỉ? À, có thể gọi là mong ước thì nghe nó đỡ nặng nề hơn kỳ vọng đúng không nào? Thế nhưng mà với cái tựa đề của ngày hôm nay là nuôi con không kỳ vọng, thì mình hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn khác hơn một chút về cái mục tiêu cuối cùng của việc nuôi dạy con trưởng thành. Bắt đầu video nào. Và nếu như đây là lần đầu tiên mọi người vào kênh của mình thì mình là Trang, hiện đang là hướng dẫn viên của chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày thuộc tổ chức Save the Children Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ngoài ra thì mình cũng đang là giảng viên khách mời cho một số dự án tâm lý trẻ em dưới 13 tuổi. Và mình hy vọng là những cái thông tin mình đưa cho các bố mẹ trong những video này có thể giúp phần nào cho mọi người trong quá trình đồng hành cùng với con khôn lớn nhé. Để bắt đầu với quá trình nuôi con thì trước hết là chúng ta hãy nói về việc nuôi dưỡng cá nhân mình đi được không ạ? Mọi người có thể giúp mình đưa ra 3 cái tính từ mà mô tả cái phẩm chất, cái tính cách tốt đẹp nhất của con người mình không? Chúng mình có khoảng 3 giây để suy nghĩ được không nhỉ? Có thể có rất nhiều người sẽ nghĩ ra ngay rất nhiều tính từ trong một lúc để nói về bản thân, có thể là không. Nhưng bây giờ mình sẽ đi đến cái phần tiếp theo nhé. Khi mọi người đã có được một cái hình dung nào đấy về cá nhân mình rồi thì chúng mình sẽ cùng nhìn sang đứa trẻ mà mình sẽ nuôi dưỡng. Mọi người muốn con trong tương lai sẽ có 3 tính cách, 3 cái phẩm chất như thế nào về bản thân con? Mọi người có thể suy nghĩ trong vòng 5 giây và tự trả lời giúp mình được không nhỉ? Bắt đầu nào. Ok, rồi vậy nếu như trong những tính từ của mọi người có là biết yêu thương, hạnh phúc, biết chia sẻ, hiếu thảo, chăm chỉ, thật thà, dũng cảm và rất nhiều các từ khác thì mình chúc mừng mọi người, vì chúng ta chắc chắn đều đang có một cái mong ước rất tích cực và một tương lai tươi sáng và đứa trẻ mà chúng mình đang nuôi dạy. Tuy nhiên thì nếu chỉ được yêu cầu là 3 thì sao? Mọi người liệu sẽ chọn 3 điều gì là quan trọng nhất? Và đối với mình thì có thể sẽ là 3 tính từ là dũng cảm, tích cực và biết phấn đấu. Chẳng hạn như vậy đúng không ạ? Thế nhưng mà một ngày kia mình phát hiện ra con mình rất sợ dán. Vậy thì lúc này nó không hề đi với cả cái tiêu chí dũng cảm của mình. Liệu mình có nên luyện để cho con trở nên dũng cảm hơn và nói với con rằng là chẳng có gì phải sợ cả, cầm con dán đấy lên. À, không phải là ai cũng có thể làm được cái điều mà mình sợ. Không phải ai cũng có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi của chính mình. Và mình đồng tình với tất cả mọi người rằng chúng ta có thể tôi luyện để trở thành một con người tốt hơn. Thế nhưng cái việc tôi luyện đấy, nếu nó xuất phát từ một cái mong muốn được trở thành một con người tốt hơn của chính bản thân mình, thì nó sẽ khác với cái việc là chúng ta phải trở thành người tốt hơn vì bị bắt buộc trong hoàn cảnh nào đó. Và ở đây cũng tương tự như vậy. Nếu như trong trường hợp là con sợ con dán mà mình lại nói rằng là nhặt con dán này đi, nếu không nhặt con dán lên thì mẹ không cho đi chơi, hoặc là con phải nhặt con dán này lên, mẹ không làm đâu, mẹ sẽ đứng đây chờ con, con không làm thì con phải tự đứng đây đi, tức là những cái lời mà đưa ra tính đe dọa, nạt nộ và làm cho con sợ hãi hơn, để con buộc phải làm một cái việc mà con đang sợ ở cái tốc độ ít hơn chẳng hạn. Thì cái việc con phải làm ấy, nó không phải là bởi vì con muốn được trở nên dũng cảm hơn, mà bởi vì con sợ sẽ phải đối mặt với những cái đáng sợ hơn mà mẹ đưa ra. Mọi người có hiểu ý mình không? Ở đây cái việc mà chúng ta tôi luyện, chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ trong cái chương trình Kỷ luật tích cực ấy, thì mình luôn luôn hướng đến việc là giúp cho trẻ có thể thay đổi và điều chỉnh hành vi dựa trên cảm giác tích cực rằng con có thể trở thành người tốt hơn khi con làm cái việc này. Và đấy là thứ mà chúng mình đang muốn bố mẹ hiểu được trong cái chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày này. Việc tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ là điều rất quan trọng. Mỗi một người sẽ có một phẩm chất khác nhau. Không phải bạn nào cũng sẽ dũng cảm theo cách này hay là cách khác. Không phải bạn nào cũng sẽ biết phấn đấu trong việc này nhưng ở việc khác, nếu như bạn có đam mê thì bạn cũng sẽ cố gắng. Thế thì tất cả những cái tính cách, những cái phẩm chất đấy, dù cho ta mong muốn ở con như thế nào, nhưng mà mình vẫn
có một cái câu từ các cụ xa xưa là sao ạ? Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. À, vậy thì chúng ta có cho con hình hài đi chăng nữa thì tính cách cũng vẫn là ông trời quyết định mất rồi. Vậy thì cái sự tôn trọng, sự khác biệt này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy bớt bị áp lực trong quá trình đặt một cái mong muốn và kỳ vọng cho đứa trẻ. Và mình có nhớ một cái câu mà một chị giảng viên quốc gia của mình có hay nói ở trong các lớp của cha mẹ ấy. Đấy là nuôi con thì kỳ công nhưng đừng kỳ vọng. Kỳ công không kỳ vọng. Cái này mình nghĩ là đúng và cực kỳ là thiết thực cho từng cha mẹ một. Bởi vì cái việc mà chúng ta nuôi một đứa trẻ kỳ công như thế nào thì có lẽ ai cũng hiểu rồi. Nhưng cái việc kỳ vọng, đặt kỳ vọng lên bởi vì chúng ta quá kỳ công nuôi dưỡng thì có lẽ là không nên. Mà việc tôn trọng sự khác biệt đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn trân trọng những cái giá trị mà con đang có như chính con người con. Giống như là có một cái lần mà mình nói chuyện với một cô bé em của mình, và cô bé có chia sẻ với mình rằng là không biết rằng là mẹ em yêu em bởi vì em là con của mẹ em hay là bởi vì em là chính em nhỉ? Câu này nghe thì có vẻ cũng không, thoạt đầu thì mình cũng không nghĩ gì lắm. Thế nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu hơn ấy thì mình có thể thấy là bạn ấy đang phân vân rằng là thực sự mẹ bạn ấy có chấp nhận con người của bạn ấy không, hay chỉ vì là bạn ấy được sinh ra là con của mẹ bạn ấy nên là mẹ bạn ấy mới dành tình cảm mà thôi. Ở đây nó sẽ dẫn đến một cái phần mà mình sẽ muốn nhấn mạnh rất là kỹ, đấy là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Rất nhiều những cái gia đình mà cha mẹ sinh con ra và nói là sau này con bất hiếu hay là con ngang bướng rồi con không nghe lời bố mẹ. Thế và nó sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn rất là lớn của cha mẹ và con cái. Mặc dù đứa trẻ cũng là một người thành công nhưng bố mẹ lại không hề chấp nhận. Mặc dù đứa trẻ có yêu thương cha mẹ nhưng mà lại không bao giờ hỏi han quan tâm hay là không bao giờ thể hiện cái tình cảm đấy ra bên ngoài. Thế thì những cái đó nó nằm ở cái vấn đề mà chúng ta xây dựng cái tình cảm, xây dựng cái mối quan hệ của cha mẹ với con cái từ nhỏ. Và cái sự tôn trọng sự khác biệt nó chính là một cái nền bóng rất căn bản. Khi mà mình xây dựng một mối quan hệ thì hai bên nó sẽ phải bình đẳng với nhau và phải tôn trọng nhau thì mối quan hệ đấy nó mới bền vững, dù cho đấy là mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Cái cộng đồng mà mình xây dựng là 15 năm làm bạn cùng con, nó có một cái cụm mà mình nghĩ rất là quan trọng trong cái việc xây dựng mối quan hệ này, đấy là làm bạn. Việc làm bạn là sao? Mọi người nghĩ rằng là làm bạn thì có nghĩa là tao bằng vai phải lứa với mày à? Tao không phải là bạn của mày mà tao là mẹ của mày. Đấy, mọi người sẽ có những cái suy nghĩ, có một số người sẽ có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng ở đây không phải cha mẹ và con cái làm bạn thì có nghĩa là bằng vai phải lứa, là muốn nói gì thì nói, là không được quyền dạy dỗ. Ở một cái phương diện nào đấy thì chúng ta tôn trọng nhau một cách bình đẳng, để con có quyền được tham gia vào lời nói từ ý kiến của con, và cha mẹ cũng có quyền được tham gia vào theo lời nói và ý kiến của cha mẹ. Nhưng ở trên một phương diện khác, khi là người bảo hộ, chúng ta vẫn có trách nhiệm với đứa trẻ và có cái quyền và nghĩa vụ định hướng và chăm sóc cho con. Thì cái việc cha mẹ và bạn đấy nó không hề là một cái ranh giới xóa nhòa nào cả, nó là hai cái con đường song song với nhau. Mà chúng ta hãy tin rằng là sau khi đứa trẻ trưởng thành, nếu như chúng ta vẫn muốn nuôi dưỡng cái mối quan hệ với con, vẫn còn mong muốn là sau này con quay trở lại với mình, chia sẻ với mình, quan tâm chăm sóc mình một cách rất là sâu sắc, đồng cảm và có sự thấu cảm với cha mẹ, thì chúng ta hãy xây dựng cái mối quan hệ đấy ngay từ bây giờ một cách bình đẳng và tôn trọng. Điều cuối cùng mà mình muốn nói trong cái mối quan hệ cha mẹ con cái này là mọi người hãy nhớ rằng ở giai đoạn này thì con đang phụ thuộc hoàn toàn hoặc là rất nhiều vào chúng ta. Thế nhưng đến giai đoạn sau này là giai đoạn tuổi già, chính như rất là nhiều gia đình ở Việt Nam hay nói là sinh con để sau này là có người chăm sóc hoặc là quan tâm. Thế thì nếu như ở giai đoạn này chúng ta không làm bạn với con, ở giai đoạn mà con nó đang phụ thuộc vào mình này, mình không làm bạn với con, mình không cho con một cái sự bình đẳng, thì liệu đến sau này khi mà chúng ta ở cái tuổi già rồi thì liệu các con có muốn làm bạn với chúng ta không? Khi mà khoảng cách thế hệ vẫn luôn luôn là lớn, và ở giai đoạn đó thì các con sẽ là những cái người chủ lực chính, kiếm tiền rồi tài chính rồi chăm sóc cha mẹ. Còn cha mẹ lúc này đã phải phụ thuộc vào con cái, thì cái lúc đó liệu chúng ta có mong muốn các con lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mình hay không? Nếu như mọi người không muốn là sau này con nó vẫn cãi láo hoặc là nó mặc kệ mình, hoặc nó tuổi già là nó để mặc mình, đúng không ạ? Thì chính ngay giai đoạn này mọi người hãy tạo dựng một cái mối quan hệ làm sao cho nó bình đẳng. Ở đây không phải là để cho con sau này con buộc phải như vậy, mà chúng ta đang làm một hình mẫu, chúng ta đang xây dựng một mối quan hệ bền chặt. Mà mối quan hệ muốn xây dựng bền chặt chắc chắn
chắn là phải có sự cố gắng của hai bên. Và mình tin rằng đứa trẻ nào khi còn đang phụ thuộc vào cha mẹ, đứa trẻ nào khi còn đang vọng trong vòng tay của cha mẹ cũng đều mong muốn có sự chia sẻ, bình đẳng và quan tâm chăm sóc làm bạn từ những người thân yêu. Vậy nên là qua video này thì mình hy vọng là mọi người có một cái nhìn khác về cách nuôi con kỳ công không kỳ vọng, cách tôn trọng sự khác biệt của con và hiểu được cái phẩm chất và giá trị của mỗi đứa trẻ là khác nhau, không có nghĩa là chúng không tốt đẹp và cũng không có nghĩa là chúng buộc phải đi theo đúng những thứ mà mình mong muốn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hy vọng video này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình đồng hành cùng con và nuôi dạy con khôn lớn. Mình là Trang và hẹn gặp lại mọi người trong những video khác. Bye bye!